Cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã đến với kênh YouTube Bá Sơn Beatbox. Quý vị các bạn quý mình nhớ bấm like, subscribe và chia sẻ video này nha. Đây, ở video này mình sẽ thực hiện video ăn cùng lớp 9, lớp 9 9 cái bánh trung thu ạ. Nói vui thôi chứ thấy bánh đẹp quay cho các bạn xem nha. Tặng khoe. Cái này là quà công ty tặng. Đây. Dạo này khách rất là đông nên không có thời gian ăn luôn. À, thông báo là lo về rất là nhiều nha các bạn. Mục đích là thông báo lo về rất là nhiều đây. Đây có mẫu này khá là hay nha. Nặng tầm 35 kg. Mẫu mới về nè. Tí nữa Sơn sẽ quay clip up nha. 15MD có luôn, tích hợp hơn 10.000 bài hát. Có cách bài hát nè, cách wifi luôn nha. Kết hợp cùng lúc 4 cái điện thoại. Có đèn cảm biến theo nhạc chỗ này. Là 43 về rồi luôn. Những cái mẫu hot hot mà 1206 nâng cấp của 1205 nè. Đây, khá là nhiều mẫu nha. Mẫu lớn nhỏ gì cũng có. Tầm giá từ ở đây chỉ còn rẻ nhất là 405 nha. Rẻ nhất là 405 đến vài trăm, dưới 1 triệu thì cũng có nhiều. Rồi dưới 2 triệu, tầm giá dưới 2 triệu cũng có nhiều. Rồi dưới tầm quá 8 9 triệu, 10 triệu cũng có, mười mấy triệu cũng có, nhiều loại nha. Mic đa năng. Cái này là mic đa năng mình xài tất cả loại loa nè, rất là hay nha. B518 nha, Sơn có up lên rồi nha, lên YouTube sợ thi show B518 có. K128 thì không thể thiếu, rất là nhiều K128 luôn nha. Rất là nhiều mẫu hot nha. Vì các bạn quý mình nhớ like, subscribe kênh nha. Rồi, tí nữa sẽ có clip này cho anh chị nha. Thi show B501, rất là hay nha. Hay mic nó sần lắm nha, mic nó nè. Vừa mới có một ca sĩ Long An mới vừa ghé test, rất là hay các bạn. Và chiều nay mình sẽ giao đi luôn nha. Rất hay nè, cái này rất hay. Và thằng ấy chào tạm biệt, nhớ like, subscribe kênh nha. Thôi bây giờ mình ăn bánh rồi. Mời các bạn nha. Đây. Bánh nhìn rất là hấp dẫn các bạn. Chắc cắt làm tươi được rồi. Các bạn nghe nhạc ăn bánh chung nha. Đấy. Ở giữa nó có cái cũng là trứng gà nhân nữa. Này là bánh công ty tặng thôi. Tí nữa tụi mình sẽ đi đặt bánh để làm từ thiện. Chắc khoảng hơn 100 phần bánh trung thu á. Rồi, chào các bạn nha. Chúc các bạn một ngày mới tốt lành. Nhớ đón xem video này nha. Tí nữa là Sơn sẽ live stream để coi, chắc tầm khoảng 2 giờ, chắc tầm tối nay đi, tối nay khoảng 8 giờ Sơn sẽ up clip của chiếc loa nha, tối nay nha, 20 giờ tối nay sẽ up clip chiếc loa này. Rồi, thân ái chào tạm biệt, bye bye.